Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hải sản hữu bộ.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi hữu bộ xin chào cho anh em. Tôi hữu bệnh chào cho anh em. Tôi chào chào cho anh em. Tôi có sơn chào cho anh em. Ok các bạn ạ. Hôm nay ấy, thì anh em mình có chuẩn bị để anh em mình thực hiện là một món mà cũng khá là lạ. Lạ ở đây là gì? Lạ là bởi vì anh em mình sẽ không xào giống như bình thường. Đó chính là món chim xào xả ớt nha các bạn nha. Nhưng mà mọi người chắc chắn sẽ chưa biết cái lạ là gì. Cái lạ của anh em mình đó chính là anh em mình sẽ để nguyên con chim không chặt gì ra mà anh em mình xào xả ớt nguyên con nha các bạn nha. Ở đây anh em mình có mua rất là nhiều chim này các bạn này. Đó. Thì số chim này ấy, thì người ta đã mổ sẵn cho rồi. Và bây giờ ấy, thì anh em mình sẽ phải đem đi để rửa và làm sạch vặt bớt những cái lông đi các bạn ạ. Nói chung là mỗi con này chắc được khoảng độ 2 lạng đấy. Như con gà con. Đấy, cầu như con vịt đấy. Nếu mà bạn nào không biết thì nhìn giống kiểu con vịt đấy. Đó. Đấy. Thì xào mà như anh em mình nói thì là xào nguyên con thì nó sẽ lâu chín hơn nếu mà anh mình chặt ra, nhưng mà anh mình lại không mất công chặt nha các bạn nha. Thì cái nguyên liệu xào ấy thì đó chính là món chim xào xả ớt ấy, thì chỉ có xả và ớt thôi nha các bạn nha. Đó, rất nhiều ớt và xả. Ở đây nguyên là hơn một bó xả, anh mình sẽ thái hết số xả này. Xong rồi xào với cả số chim này các bạn ạ. Số chim này nhiều như này nên anh mình sẽ phải cho rất là nhiều xả vào để cho nó thơm các bạn ạ. Ngay bây giờ thì anh mình sẽ đi làm sạch lại chim và anh mình đem đi để xào xả ớt nguyên con nha các bạn nha. Nếu các bạn theo clip này của anh mình ngay thì các bạn trực tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh ủng hộ anh mình nhá. Đây các bạn ạ, anh mình đã làm sạch xong chim rồi. Mặc dù làm sạch xong nhưng mà nó vẫn còn nguyên con nha các bạn nha. Còn nguyên đai nguyên kiện, mỗi tội mất ruột và hết lông thôi. Vậy anh mình sẽ cho vào để anh mình xào cho nó hết nước trước nha các bạn nha. Xào như này thì sẽ lâu chín hơn nha các bạn nha. Chứ thì đổ luôn cả cháo chim của anh em mình. Mạnh có thấy ai mà chơi xào chim nguyên con người không? Chưa nhỉ, là anh phải làm là lúc con gà với vịt đấy. Chim này thì chắc là xào chín được, chứ còn gà với vịt thì anh nghĩ là nó không chín được đâu. Anh mình xào đảo cho nó khô đi rồi mình sẽ cho gia vị và nguyên liệu thứ vào nha các bạn nha. Đó, một lúc mà nó đã đổi màu xém xém rồi này các bạn nhỉ. Thì nghĩ sao nó cũng nhanh chín, 5-10 phút thì đây là nó chín. Chưa có một chút gia vị gì mà nó đã có mùi rồi. Đó. Sau khoảng độ 20 phút anh mình đảo các bạn ạ. Mình cứ nghĩ là nó sẽ nhanh chuyển màu rồi, mà 20 phút khi mà anh mình đảo thì nó mới gọi là hơi xém xém nha các bạn nhỉ. Bây giờ anh mình sẽ cho xả và ớt vào để anh mình đảo dần cho thơm nha các bạn nhỉ. Đó. Đó, bây giờ đến bước mình đảo, anh mình đảo cái xả này để cho nó hơi xem xả, anh mình mới cho gia vị nha các bạn nha. Đúng rồi. Đó các bạn này. Không biết là anh em có thấy lạ không, nhưng mà thực sự là mình hôm nay thực hiện là món này là rất là lạ rồi nha các bạn nha. Mình có ai xào cả con đâu anh. Đó, hôm nay anh mình chơi nguyên con chim như này để anh mình xào xả ớt con ạ. Nhớ luôn. Bây giờ thì hiện tại là xả đã hơi xém xém rồi nha con nhà. Nhưng mình sẽ cho mì chính và nước mắm vào nha con nhà. Riêng xào thì anh mình sẽ cho nước mắm để cho nó thơm con ạ. Ôi trời ơi. Ui ôi. Thơm phức luôn con ạ. Một thằng mà có ít mắm vào xào thì thơm được luôn. Nó anh mình sẽ đảo thêm một phút nữa này, thì mình sẽ bỏ ra và đi thưởng thức cái món chim xào xả ớt nguyên con nha con nha. Đây nha các bạn nha, vậy là cái món chim xào xả ớt nguyên con của anh mình đã chín rồi các bạn ạ. Nhìn rất là ngon rồi, vậy anh mình sẽ vớt ra và đi thưởng thức nha các bạn nha. Ui.
Ôi, lạ chưa đấy các bạn ơi. Đó, anh mình chơi nguyên con luôn. Ui. Nóng hổi vừa thôi vừa ăn, anh mình đi chén luôn cái mâm gọi là chim xào xả ớt nguyên con cực kỳ lạ đấy nha các bạn nha. Đó. Rồi, giờ mình sẽ đi gọi là thưởng thức luôn nha các bạn nhé. Đấy các bạn ạ, anh em mình đã gọi là thực hiện xong cái món gọi là chim xào xả ớt nguyên con rồi các bạn ạ. Ôi, nhìn này các bạn này. Đó, ôi. Anh em mình sẽ thưởng thức luôn nha các bạn nha. Vẫn còn đang nóng hổi vừa thổi vừa ăn đấy. À, thôi Cường chén trước thử một con đi. Bởi vì chim này anh em mình xào là anh em mình có cho mắm vào rồi, nhưng mà vẫn làm thêm một chút muối, nhưng mà lại thiếu tiêu các bạn ạ. Muối ớt mà thiếu tiêu. Muối thấy thơm à. Đó. Cầm cá con chim như này để ăn nha các bạn nha. Mời các bạn nha. Uầy. Ngay cả xương luôn. Cái chim này cậu nó cũng vừa vừa ấy, nên là xương của nó mình nghĩ chắc là mềm nên là dễ ăn thôi. Uầy, nhai hết. Mời các bạn đây ạ. Uầy. Thịt chắc thật, ngon. Răng chưa mài rồi. Hỏng rồi. Chơi cái ức của nó nhiều thịt. Đùi chơi nó thơm hơn. Ức em ạ. Em mà đánh ức thì ức dày này không ăn phí. Mời bạn nha. Mời anh ra tự vào. Thơm thơm. Thơm. Dạ ớt cay cay. Thực sự là một cái món này khi mà anh mình xào anh em toàn hát xì hơi những thứ rồi các bạn ạ. Chơi toàn cầu nó sốc lên mũi lên này, anh em hát xì hơi thì mình nghĩ nó sẽ rất là cay đấy. Chị nó mềm mềm ngọt, thơm ngọt ngọt. Xào nó chín hết đấy. Nó có bốn anh em mình chơi hẳn một mâm gọi là chim xào nguyên con như này. Mình hôm nay muốn làm lạ một chút đó, trên nhà như mình chơi hẳn nguyên con, không phải kiểu chặt nhỏ ra nữa mà chơi nguyên con như này để tạo cảm giác lạ nha các bạn nha. Bé quá. Anh nghĩ là chim này thì nhiều này thì anh em chắc là ăn cái phần gọi là ức và cái phần đùi của nó thôi. Sợ anh em lại nhằn vào xương những thứ ấy. Không, còn ăn cả xương quá ấy. Không, lấy cái chỗ mà nếu mà xương mềm không sao, vào cái chỗ xương cứng ấy thì anh em sẽ phải nhai mỏi răng, mà nhai không cẩn thận có khi còn hóc xương ấy các bạn ạ. Xương cứng. Đầm con này xương hơi to. Nhai lựa lựa ra. Nhưng mà mấy em thấy cái món này có thấy nó lạ không? Lần đầu tiên được ăn chim nguyên con. Trước giờ như là ăn con chim sâu, chim sẻ. Chim bé hơn. Ăn nó không đã anh ạ. Mày ăn được con to này, ăn con to này nó đây, sướng. Lấy ăn chim bò nhỉ. Đó, cái cánh này của nó thì mình nghĩ là nó không có thịt đâu, với cái đầu này cũng vậy này. Nên là chắc là như mình chỉ ăn cái phần thịt ở đùi với cả ở ức thôi. Ngon lắm. Ngon. Cái cay. Ăn thơm nhỉ. Ăn này sướng rồi đấy. Nếu mà để nhắn như Cường nhắn hết cả cánh kia thì sẽ rất là mất thời gian. Không, em chỉ nhắn nốt chỗ này, còn lại cái chỗ kia để dần với con cỏ. Thì đùi dẫn đấy. Ơ kìa, ăn nó cũng bị khô nha các bạn ạ. Ăn nó ăn rất là ngọt luôn. Ai xếp vào đùi ra ngoài khô rồi, nhìn cái kiểu đùi liên tưởng cái đùi gà. Đó, như cái này nó phóng to một chút nữa. Này ngon. Hôm nào có khi anh em chơi làm gà nguyên con xào các bạn ạ. Được đấy, nhưng mà xào cái đấy thì chắc cũng hơi kỳ công ấy. Mỗi anh em cầm một con ăn. Nghĩ mà sướng nhỉ. Nhưng mà mua loại gà vừa vừa tầm hơn cân một tí thì sẽ phê hơn nhỉ. Gà to quá. To quá xào một ngày thì chắc là cũng không chín nổi phần thịt ức với đùi của con gà ấy. Chim này thì là chim cút nha các bạn nha, chứ không phải là bồ câu hay gì đâu. Nên là nó vừa vừa như này thôi. Wow, sợi không khí đẹp ngon. Xứng đời. Cứ phải khui phần nước các bạn ạ.
Cái này chắc cũng bay nhảy nhiều mà cảm giác đùi chắc hết đấy. Đùi chắc. Nhìn như đùi gà thôi nhỏ. Cái phết đấy. Ngon. Đấy, nói chung là mình thấy phần ức là nhiều thịt nhất, anh em gọng xương. Quá nhiều thịt luôn. Màu già khác, già khô khô. Này, nếu như mà anh em mình mà cứ xào thêm một lát mà nó xém hẳn ấy, nó xém nó vàng vàng hẳn thì chắc là ăn phê nữa. Đồ ngon lắm. Ngon lắm. Bởi vì nhiều chim quá nên mình có bảo anh em là anh em chỉ ăn cái phần gọi là nhiều thịt là ức với đùi thôi, còn những cái phần cánh đấy toàn xương ăn sợ hóc nên là anh em bỏ luôn đi cũng được. Nhưng mà hôm nay anh em mình ăn nhiều chim như này thì muốn cái chim to bổ cái chim to không biết bổ chim thì tối nay làm gì thôi. Ăn gì bổ đấy nha. Ăn gì bổ chim. Nghe nhầm giật cái đùi sướng thế không biết. Đồ trẻ kiếm một con nào to bự vào xong bắt đầu làm miếng ức xem nào. Tinh nhanh. Ăn coi. Đó, anh xào xào đã cay rồi, anh thích chấm thêm muối ớt nữa để cho nó cay nữa cơ. Rồi. Trắng, ngọt. Thịt dày nhá. Phần ức cái chim quá dày. Thịt dày thật sự luôn đấy các bạn ạ. Có cả nước mắm một thứ vào cảm giác thơm thơm không? Đúng không? Để thấy người ta xào người ta cũng hay kiểu cho nước mắm vào. Gần bằng đùi gà ấy. Đùi này chắc là gần đùi bằng đùi con gà. Gà chê. Chị phết đấy, thì chắc thì không à. Thế là sau mua số loại các chê kiểu dạng gà Ai Cập ấy. Xào thử. Mọi người chỉ cần ủng hộ anh em mình thì lần sau anh em mình sẽ làm cái gì mà mọi người muốn, ví dụ ở cái video này mà anh em mình làm chim xào nguyên con như này thì mọi người ví dụ muốn anh em mình xào một con hổ hay con báo nguyên con gì đấy, mọi người cứ comment ở bên dưới anh em mình sẽ kiếm để anh em mình xào nguyên con nha các bạn nha. Nếu mà kiếm được thôi. Trong tầm khả năng của anh em mình thì anh em mình sẽ cố gắng để anh em mình mua để quay những video hay nhất cho mọi người xem nha các bạn nha. Ui, đây con này nó chỉ gọi là thịt chín tới à. Ngon nhìn nào. Thịt nó vẫn hơi đỏ đỏ à. Nhìn ngon vãi chưởng luôn các bạn ạ. Con nào chín tới thì mình ngọt. Ui, ăn ngọt hơn mà cảm giác nó thịt nó bùi hơn nhé, ba mươi này không, nó ăn cảm giác thích hơn, nó gọi là ngọt ngọt với lại dai dai hơn một chút. Sự là mình thấy thèm quá rồi, giờ mình sẽ vào để trải nghiệm thử cái món chim to dần xào đấy nha các bạn nha. Nói chung là nhiều như này các bạn ạ, thì gọi là mỗi anh em trải nghiệm một chút xem nó như nào, thì xong là sau khi mà kết thúc video ấy thì anh em mình sẽ cùng ngồi để đánh chén tiếp nha các bạn nha. Thực sự là như mình nói vừa nãy, thực sự là cái thịt này của nó ấy, cái phần dài. Thôi xong rồi. Thôi. Đặt 3 giây. Đây mình sẽ bóc đôi cánh này của nó đi. Được anh, mà mắt. Đấy cho em. Giòn thì anh thử sau với anh trải nghiệm phần ức này của nó nha. Mình mời tất cả mọi người nha. Ức dày. Trời ơi, xả giòn lắm trời ạ. À. Thịt dày con này. Chim toàn thịt là thịt thôi. Ngon. Kèm tí xả nó thơm. Thịt chim nó sẽ có một gọi là vị riêng nha các bạn nha. Bạn nào mà có gọi là được ăn chim nhiều ấy thì các bạn sẽ biết là vị nó như nào. Chim nhiều. Đã có chim to dần đấy. Ui. Xé những cái đùi ra phê nhỉ. Ui. Chấm muối ớt phê. Ăn cay. Ăn miếng ớt ngọt. Thích muối ớt rồi. Nhiều thịt. Mà cái loại này rất là hay ở nhai xương giòn, nhai tanh tách. Nhai cả xương. Thích ăn mỗi loại xương cánh này, mềm. Chứ mình chắc chạy ngoài đồng đầy nhỉ. Úi dồi.
có ngoài đồng nhưng mà giờ hiếm. Ngày xưa thì thực sự là chuyện cái từ mà lúc mình còn nhỏ nhỏ ấy, đi ra đồng soi là vẫn có chim cút nha các bạn nhạc, kiểu như là chim cút đồng ấy, chim tự nhiên này, chim tự nhiên đấy. Còn bây giờ thật sự là ra đồng có khi là tiệt chủng hết rồi các bạn ạ, chỉ có gọi là ở trong lòng thôi. May ra có chim của ai sẩm ra thì có. Thế xưa nói được cái này chim tự nhiên ăn ngon lắm nhỉ, thơm. Thơm sao ngon. Trước bé thì hay đi bắn chim sâu ở lướng. Đấy là chim đồng nhưng mà chim mà chim mà cánh đồng trong lòng. Ngày xưa bắt được chim ở ngoài đồng thì chắc phạt lông lướng luôn, lướng dưng. Cái thịt của nó các bạn ạ. Đúng là kiểu ăn phần ức nó sẽ khác. Bây giờ cái phần phần đùi này. Đùi này thì nó kiểu hơi dai dai một chút. Ui, bóc ức vào. Riêng luôn. Các bạn ơi, phần ức nha. Thịt là thịt. Toàn thịt là thịt nha. Nhìn như là chiếc điện thoại nhở. Ngon đấy. Phần ức khá là dày các bạn ạ. Con có trứng mà đâu không nhỉ? Ngon rồi. Nhìn to to ấy, tưởng cầm cái dép đó cắn. Con có trứng mà. Con bỡ ngon thật. Con có trứng. Đấy các bạn ạ. Coi như là con chim này nó chỉ có phần thịt ức và hai bên đùi rồi bên trên này kiểu như toàn xương là xương, kiểu dạ, bên trên thì thuộc dạng da bọc xương ấy. Đó. Thế này như mình sẽ bỏ luôn cả cái phần đầu này luôn nha các nhà, bởi vì ở đây như mình làm nhiều quá ấy. Nhiều quá thì anh mình bây giờ lại cứ nhai xương, toàn đồ ngon thì không ăn mà toàn nhai xương thì để hóc. Nhiều thịt quá thì sẽ ốc thịt nhỉ. Và cái cảm giác mà ăn phải ăn nguyên con như này các bạn ạ, ăn thế này nó mới phê nha các bạn nha, chứ không phải là ăn kiểu bây giờ anh mình chặt từng miếng nhỏ của con chim này ra ấy. Chim bé nhưng có vỏ ngon thật. Trong một con chim có mỗi cái lịp. Thật ức còn quá nhiều thịt luôn. Nào ức của phòng mẹ các căng ạ. Có nhiều thịt lắm. Có nọc thầu gọi là béo béo các bạn ạ. Mấy con kiểu nó gầy thì nó dơ xương nó ít thịt hơn. Trứng ở đâu nhỉ? Mẹ ăn được gì? Ăn đâu ta ăn con nào chứ? À trong quế vừa ta ăn mất. Một quả gì? Mấy quả ấy. Tôi ăn gì em ăn hết rồi phải bới ra tìm lên quả trứng. Trứng ngon. Trứng cút ăn trên cá nó mạnh. Không, trứng gọi là trứng non. Hiểu không? Đấy, những cái con này nó vừa chín tới nó vẫn còn lưa nước. Đấy, nó vẫn có ít nước nó chảy ra. Cứ ướt nhỉ. Hai cái đùi này thì cũng mềm mềm dai dai một chút. Cảm cả luôn nhai giòn. Nhai tách tách. Như mình nói lúc đầu ấy các bạn ạ, đó chính là chim nhiều như này thì mỗi anh em chắc phải ăn tầm 10 con thì mới lo được nha các bạn nhá. Đấy là như mình còn bỏ bớt đầu với cả xương ấy, nếu mà nhá cả xương thì mình nghĩ là chắc là mỗi anh em chỉ được khoảng đủ 8 con thôi, nhưng mà anh mình chỉ ăn thịt không ấy thôi nè. Bởi vì nhiều quá nên anh mình chỉ thưởng thức thịt không thôi. Thì hôm nay thì anh mình làm cái món gọi là chim xào xả ớt nguyên con. Mọi người có thể thấy là anh mình làm rất là nhiều chim và rất là nhiều xả và ớt và chim thì anh mình để nguyên con rồi, anh mình không chặt ra thì cái cảm giác cầm con chim và nhồi ăn ấy nó rất là lạ luôn. Không biết là các bạn nữ có thường cầm cả con chim để ăn như thế không? Hơi thốn thì... Hơi thốn. Nếu mà kiểu chặt ra thì cũng có một cái gì đấy lạ lạ, nhưng mà anh mình chặt ra chặt ra ấy. Nhưng mà đây là anh mình để nguyên con như này thì nó sẽ càng lạ nha các bạn nha. Nên là vừa mình nói đó chính là mình sẽ vào thưởng thức để trải nghiệm xem vị mà con chim xào nguyên con nó như thế nào. Thì bây giờ ấy thì chắc là anh mình xin phép là dừng clip này ở đây để Cường vào đấy, anh mình cùng nhau đánh chén nghe gọi là cái mâm chim nguyên con đấy nha các bạn nha. Nếu các bạn mà thấy clip này còn như mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ như nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này còn như mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.